Đồng đô la tuột khỏi đỉnh 20 năm, thế giới đã có thể thở phào. Trong vòng nửa tháng qua, tỷ giá đồng đô la đã trượt từ mức đỉnh của 20 năm khi những dấu hiệu về sự giảm nhiệt của lạm phát ở Mỹ làm dấy lên đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm giảm tốc độ tăng lãi suất. Đồng bạc xanh đã giảm giá hơn 4% so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác trong tháng 11 này, tiến tới hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 9 năm 2010, theo dữ liệu từ Refinitiv. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, đồng đô la vẫn tăng khoảng 11%. Cú sụt tháng này của đồng đô la diễn ra khi giới đầu tư theo dõi các chỉ báo sớm cho thấy lạm phát ở Mỹ cuối cùng có thể đã qua đỉnh, mở đường cho Fed tăng lãi suất với tốc độ chậm lại. Một số dữ liệu, chẳng hạn thống kê về thị trường bất động sản và ngành sản xuất, cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với một thách thức gia tăng. Một trở ngại khác đối với việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Tất cả mọi thứ đều đang chỉ đến sự lạm phát ở Mỹ, và do đó, chúng ta sẽ chứng kiến sự giảm tốc của nền kinh tế Mỹ trong quý 1 năm 2023. Tất cả tạo thành cơ sở cho sự suy yếu của đồng đô la. Chiến lược gia Terry Wiman của Macquarie nhận định, sự giảm giá của đồng đô la đã giải tỏa một phần áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu do đồng đô la mạnh gây ra. Năm nay, xu hướng tăng giá bền bỉ của đồng đô la đã đẩy lạm phát tăng cao ở nhiều nền kinh tế và làm tăng gánh nặng nợ nần đối với các quốc gia và doanh nghiệp, nhất là ở các nền kinh tế mới nổi có mức độ vay nợ lớn bằng đồng đô la. Tỷ giá đồng euro hiện đã hồi về mức khoảng 1,04 đồng đô la đổi 1 đồng euro, từ mức dưới 0,96 đồng đô la tương đương 1 euro hồi tháng 9. Đà hồi phục của đồng bảng Anh kể từ mức thấp kỷ lục mọi thời đại thiết lập hồi tháng 9 cũng đang được đẩy nhanh. Đồng yên Nhật đang phục hồi từ mức đáy 32 năm so với đồng đô la, sự kiện khiến chính phủ Nhật Bản phải chi hàng tỷ đô la để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ. Tuy nhiên, phần tiếp theo của câu chuyện sẽ tùy thuộc vào việc cách phản ứng của Fed với các dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng và giá nhà sản xuất ở Mỹ đã tăng với tốc độ chậm lại trong tháng 10 vừa qua so với tháng 9, cũng như việc xu hướng này có tiếp tục hay không. Trong cuộc họp tháng 11 của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell không phát tín hiệu rõ ràng về một đợt tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ 5. Giới đầu tư xem việc ông Powell không phát tín hiệu như vậy là một dấu hiệu cho thấy Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất chỉ nửa điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12. Những dấu hiệu về sự giảm nhiệt của lạm phát đã đảo ngược nghiêm trọng những giao dịch trên thị trường tiền tệ đặt cược vào sự tăng giá của đồng đô la. Chúng tôi dự báo đà tăng mạnh của đồng đô la trong vòng một năm qua sẽ đảo ngược trong năm 2023 khi chu kỳ tăng lãi suất của Fed chấm dứt. Tỷ giá đồng đô la đã qua đỉnh. Các chiến lược gia ngoại hối của Fed tại ngân hàng HSBC nhận định trong một báo cáo vào tuần trước. Trong những tuần gần đây, các nhà giao dịch tiền tệ đã cắt giảm mức độ đặt cược vào sự tăng giá của đồng đô la xuống mức thấp nhất trong một năm, theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC. Dữ liệu này phản ánh vắn tắt về việc các nhà đầu tư có mức độ đầu cơ cao như các quỹ phòng hộ đang có trạng thái như thế nào trên thị trường tiền tệ. Đợt tăng giá lịch sử của đồng đô la trong năm nay diễn ra trong bối cảnh làn sóng lạm phát càn quét trên khắp thế giới, buộc các ngân hàng trung ương lớn, ngoại lệ là ngân hàng trung ương Nhật Bản BOC, mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, lãi suất ở nhiều quốc gia không thể đuổi kịp lãi suất của Fed. Nhờ sự vững vàng tương đối của nền kinh tế Mỹ, Fed có cơ sở để tăng lãi suất nhanh hơn so với ngân hàng trung ương của các nền kinh tế phát triển khác. Sức mạnh của đồng đô la vì thế được củng cố. Ngoài ra, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và mức độ biến động lớn trên thị trường tài chính, một hệ quả của chính sách tiền tệ thắt chặt nhanh, cũng làm lợi cho tỷ giá đồng đô la, bởi đồng bạc xanh chính là một hàm trú ẩn hàng đầu mà giới đầu tư toàn cầu thường tìm đến mỗi khi sợ hãi. Cả hai nhân tố có lợi đối với đồng đô la kể trên đều đang có chiều hướng giảm, theo HSBC. Các chiến lược gia của nhà băng này lập luận rằng đồng bạc xanh khó giữ thế thượng phong khi tình trạng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu, mà một phần nguyên nhân là vì các ngân hàng trung ương tăng lãi suất không còn. Tuy nhiên, một số phát biểu cứng rắn của các quan chức Fed trong mấy ngày gần đây đã phần nào kìm hãm kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất chậm lại. Theo chiến lược gia trưởng ngoại hối phụ trách 10 đồng tiền chủ chốt thuộc ngân hàng Bank of America, ông Athanasios Varoufakis cho biết, sự giảm giá gần đây của đồng đô la có vẻ như là một phản ứng thái quá. Xét tới việc các quan chức Fed phát biểu gần đây đều nói rõ quan điểm rằng việc chống lạm phát còn một chặng đường dài phải đi. Ông Varoufakis cho rằng đồng đô la có thể không lặp lại mức đỉnh của 20 năm thiết lập vào cuối tháng 9, nhưng cảnh báo rằng lạm phát vẫn còn cao.
chúng ta vẫn chưa thoát hiểm, ngay cả khi đi qua đỉnh, lạm phát vẫn sẽ cao dai dẳng. Ông cho biết thêm, do các nhà đầu tư dồn trọng tâm vào các số liệu kinh tế hàng tháng của Mỹ, chỉ cần một con số lạm phát nhỉnh hơn so với dự báo cũng có thể dễ dàng khiến thị trường tiền tệ toàn cầu quay trở lại với chiều hướng cũ. Ông Van Vadikis nhấn mạnh, rủi ro này được thể hiện rõ sau khi phát biểu chủ tịch Fed chi nhánh San Luis, ông Jan Poller vào hôm ngày thứ Năm tuần trước. Ông Poller nói rằng lãi suất cần phải tăng lên mức tối thiểu 5% để kiểm soát lạm phát. Các trạng thái trên thị trường tương lai ở thời điểm hiện tại phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư rằng lãi suất Fed sẽ đạt cực đại ở mức 5% vào tháng 5 năm tới. Còn quá sớm để nói rằng đồng đô la đã qua đỉnh vì Fed dự kiến tiếp tục tăng lãi suất. Nhà phân tích Joe Mamibo thuộc Covera nhận định. Nếu Fed nâng lãi suất tới khi lạm phát còn 2%, nền kinh tế sẽ suy thoái sâu. Ông Rafael Bostic, chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, tỏ ý ủng hộ việc giảm tốc độ nâng lãi suất để giúp nền kinh tế hạ cánh mềm, tức là tránh được một cuộc suy thoái. Vị quan chức này cho rằng lãi suất không nên tăng thêm quá 100 điểm cơ bản. Tờ Fortune dẫn lời chủ tịch chi nhánh Atlanta của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát biểu tại một sự kiện hôm ngày 19 tháng 11. Nếu nền kinh tế diễn biến như tôi kỳ vọng, thì tôi cho rằng việc nâng lãi suất thêm 75 đến 100 điểm nữa là hợp lý. Ông Bostic nói thêm, rõ ràng là lãi suất cần tăng thêm và tôi tin rằng mức lãi suất chính sách sau khi tăng 75 đến 100 điểm là đủ để kiềm cương lạm phát trong khoảng thời gian hợp lý. Tôi nghĩ là Fed không nên tiếp tục nâng lãi suất cho đến khi lạm phát chạm ngưỡng mục tiêu 2%. Do chính sách tiền tệ có độ trễ, việc nâng lãi suất đến khi lạm phát rơi xuống 2% chắc chắn là quá mạnh tay và sẽ gây ra suy thoái sâu. Thước đo lạm phát ưa thích của Fed là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi PCE. Tháng 9 năm nay, core PCE tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu tháng 10 sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 12. Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC của Fed đã nâng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp vào hôm ngày 2 tháng 11 vừa qua, đưa lãi suất liên bang của Mỹ lên vùng 3,75-4%. Nếu dự đoán của ông Bostic là đúng, thì lãi suất sẽ tiếp tục đi lên vùng 4,75-5% trong vài cuộc họp tới. Chủ tịch chi nhánh Atlanta của Fed cho rằng khoản lãi suất 4,75-5% là có tác dụng hạn chế vừa phải và Fed nên giữ mức lãi suất này trong một thời gian dài để tiếp tục tạo áp lực giảm giá cả. Một số quan chức Fed đã ra tín hiệu cho biết có thể sẽ ủng hộ việc nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản thay vì mức 75 điểm cơ bản trong 4 cuộc họp vừa qua. Tất nhiên, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các số liệu kinh tế. Cuộc họp sắp tới của FOMC sẽ diễn ra vào ngày 13-14 tháng 12. Giả sử nền kinh tế trong vài tuần tới chuyển biến như tôi dự báo, tôi sẽ sẵn lòng chấm dứt các đợt nâng lãi suất 75 điểm phần trăm vào cuộc họp tiếp theo, ông Bostic nói vào cuối tuần qua. Hôm ngày 16 tháng 11, ông Christopher Waller, một trong 7 thống đốc của Fed, chia sẻ trên kênh CNBC. Nhìn về cuộc họp tháng 12 của FOMC, số liệu kinh tế trong những tuần vừa qua khiến tôi sẵn lòng hơn trong việc xem xét giảm tốc độ nâng lãi suất còn 50 điểm cơ bản. Nhưng tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định về vấn đề này sau khi có thêm dữ liệu, bao gồm chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE và báo cáo thị trường việc làm tiếp theo. Ngược lại, ông Jan Poller, chủ tịch chi nhánh San Luis của Fed lại tỏ ra dịu hâu hơn khi đề xuất nâng lãi suất lên vùng 5-7%, ít nhất là trong khoảng 5-5,25%. Ông Bostic cho rằng, những tia hy vọng về sự đứt gãy nguồn cung đang giảm bớt, nhưng cũng nhận định rằng tình hình lạm phát hiện nay có nhiều tín hiệu trái chiều và còn nhiều việc cần làm để giảm áp lực giá cả. Theo ông Bostic, một khi lãi suất chính sách đạt đến mức thắt chặt vừa phải, Fed nên giữ nguyên lãi suất trong một khoảng thời gian dài chứ không nên vội vàng đảo chiều. Mục đích là để lạm phát không ngóc đầu sóng dậy như trong thập niên năm 1970. Ông kêu gọi các nhà hoạch định chính sách hãy nhớ rõ mục tiêu và phải kiên quyết cho đến khi lạm phát được kiểm soát.